Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo John háp, sau khi Triều Tiên cho nổ hai tuyến đường Gyeonggui và Đông Hà ở khu phi quân sự DMZ gần đây, Rodong Simun, tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên đã không đăng tải bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ việc cho đến sáng ngày 16 tháng 10 hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cũng không đăng tải bất cứ tuyên bố liên quan nào. Dù trước đó, KCNA thường đăng thông tin về các sự kiện quan trọng ở Triều Tiên vào sáng sớm ngày hôm sau. Sự im lặng trên được coi là khác thường, trái ngược với sự kiện Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc chung tại thành phố Kaesong bên phía Triều Tiên vào tháng 6 năm 2020. Một giáo sư đại học ở KO ở Nhật Bản nói việc Triều Tiên cho nổ hai tuyến đường liên triều là một động thái mang tính biểu tượng, chính thức chấm dứt các chính sách hòa giải với Hàn Quốc. Tuy nhiên ngay sau đó, KCNA đã chính thức lên tiếng về việc Bình Nhưỡng cho nổ tung các đoạn đường bộ, đường sắt nối với Hàn Quốc hồi đầu tuần. Trong lần đầu tiên đề cập đến những nội dung được đưa vào bản sửa đổi luật cơ bản gần đây của Triều Tiên, hãng thông tấn KCNA cũng cho biết hiến pháp Triều Tiên xác định rõ ràng Hàn Quốc là một quốc gia thù địch. Hãng thông tấn KCNA cho biết đây là biện pháp hợp pháp và tất yếu được thực hiện phù hợp với yêu cầu của hiến pháp Triều Tiên, trong đó xác định rõ ràng Hàn Quốc là một quốc gia thù địch và do tình hình an ninh nghiêm trọng dẫn đến bờ vực xung đột khó lường bởi các hành động khiêu khích chính trị và quân sự nghiêm trọng của các thế lực thù địch theo kcna các tuyến đường bộ đường sắt nối triều tiên và hàn quốc hiện giờ đã bị chặn hoàn toàn ngoài ra phía triều tiên cũng đang cài mìn và lắp thêm hàng rào dọc biên giới hàn quốc phát hiện triều tiên đã huy động các thiết bị hạng nặng cho hoạt động trên Hai tuyến đường liên triều Gyeonggi và Đông Hà là di sản của các giai đoạn sức lại gần nhau giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, bao gồm hội nghị thượng đỉnh liên triều vào năm 2018. Theo tròn hấp, Hàn Quốc trong những năm qua đã chi khoảng 180 tỷ won, 132 triệu đô la để xây dựng lại hai tuyến đường liên triều này. Việc Triều Tiên phá hủy các tuyến đường liên triều không tạo ra nhiều khác biệt vì chúng đã không được sử dụng trong nhiều năm. Tuy nhiên, hành động này mang theo một thông điệp leo thang rất rõ ràng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc lên án vụ việc cho rằng hành động này cực kỳ bất thường, vi phạm rõ ràng các thỏa thuận liên triều trước đây. Trong khi các chuyên gia chỉ ra những tuyến đường trên đã bị đóng cửa từ lâu, nhưng giờ đây, việc Triều Tiên phá hủy chúng sẽ gửi thông điệp rõ ràng tới Hàn Quốc rằng Bình Nhưỡng không còn sẵn sàng đàm phán với Seoul nữa. Các chuyên gia đánh giá, Triều Tiên cũng có thể đang tìm cách dựng thêm nhiều rào cản dọc biên giới và các vụ nổ mới nhất có thể là công tác chuẩn bị. Thời gian qua, Bình Nhưỡng đã thực hiện các bước để cắt đứt quan hệ liên triều, xác định lại Hàn Quốc là quốc gia thù địch kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Hàn Quốc là kẻ thù chính trong năm nay và thừa nhận việc thống nhất không còn khả thi nữa. Trong diễn biến mới nhất, KCNA thông báo khoảng 1,4 triệu thanh niên, gồm sinh viên và cán bộ đoàn thanh niên, đã xin gia nhập hoặc quay trở lại lực lượng quân đội Triều Tiên trong tuần qua. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin những thanh niên này quyết tâm tham gia cuộc chiến thiêng liêng hạ gục đối thủ bằng vũ khí cách mạng bản tin của kcna cho biết nếu chiến tranh nổ ra hàn quốc sẽ bị xóa khỏi bản đồ vì họ muốn chiến tranh chúng tôi sẵn sàng chấm dứt sự tồn tại của họ triều tiên trước đây đã đưa ra những tuyên bố tương tự về những người trẻ tuổi nô nức nhập ngũ vào thời điểm căng thẳng gia tăng mặc dù những tuyên bố như vậy từ quốc gia biệt lập này rất khó để xác minh Tháng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 16 tháng 10 cho biết khoảng 1,4 triệu thanh niên Triều Tiên đã gia nhập hoặc trở lại quân ngũ trong tuần này. Theo KCNA, thanh niên Triều Tiên quyết tâm chiến đấu trong một cuộc chiến tranh thiêng liêng, tiêu diệt kẻ thù bằng vũ khí của cách mạng. Vào năm 2023, truyền thông Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố tương tự về việc công dân nước này tình nguyện nhập ngũ. Cách đây ít hôm, KCNA cho biết Bộ Quốc phòng Triều Tiên đưa ra thông báo yêu cầu các đơn vị pháo binh ở biên giới phía nam của nước này trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu vào đêm 12, dạng sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ địa phương. Bản tin của KCNA có đoạn nêu rõ quân đội đã yêu cầu 8 lữ đoàn pháo binh cần sẵn sàng trong tư thế nói trên và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS ngày 15 tháng 10 thông báo Triều Tiên đã cho nổ tung đoạn đường của nước này nối với Hàn Quốc sau khi tuyên bố các đứt tuyến đường bộ và đường sắt từng được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên triều. cụ thể, jcs xác nhận triều tiên đã cho nổ một số đoạn trên các đường ghi Yongui và Đông Hê ở phía bắc đường ranh giới quân sự mlD vào trưa ngày 15 tháng 10. jcs tuyên bố đã tăng cường khả năng giám sát và sẵn sàng chiến đấu. tuy nhiên truyền thông nhà nước triều tiên vẫn giữ im lặng về vụ việc này. sự im lặng này của triều tiên trái ngược với cách truyền thông nhà nước đưa tin về việc triều tiên phá hủy một văn phòng liên lạc chung. Tại thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên, vào tháng 6 năm 2020. Vào thời điểm đó, các CNA nhanh chóng đưa tin ngay trong ngày xảy ra vụ nổ, trong khi Rodong Sinmun, tờ báo chính hướng đến độc giả trong nước của Triều Tiên, đưa tin vào ngày hôm sau. Ngày 15 tháng 10, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ning, đã bày tỏ quan tâm đến sự phát triển của tình hình bán đảo Triều Tiên và xu hướng quan hệ Triều Tiên Hàn Quốc. Tại buổi họp báo ngày 15 tháng 10, phóng viên AFP đề nghị Trung Quốc bình luận về việc Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã phá hủy đoạn đường không còn sử dụng kết nối giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Trả lời câu hỏi này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh cho biết, chúng tôi đã chú ý đến tình hình liên quan. Là nước láng giềng gần bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc quan tâm đến sự phát triển của tình hình bán đảo Triều Tiên và xu hướng quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc. Bà Mao Ninh nhấn mạnh, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không phù hợp với lợi ích chung của các bên và điều cấp bách hiện nay là tránh làm gia tăng thêm xung đột. Trung Quốc kiên định với lập trường duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy quá trình giải quyết vấn đề của bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp chính trị. Chúng tôi cũng hy vọng các bên cùng nỗ lực vì mục tiêu này. Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân GSC của lực lượng vũ trang Hàn Quốc thông báo rằng quân đội Triều Tiên đã phá hủy các đoạn đường dẫn đến Hàn Quốc ở phía đông và phía tây bán đảo Triều Tiên. Từ đoạn video do quân đội Hàn Quốc cung cấp, người ta có thể thấy các vụ nổ xảy ra tại những con đường ở khu vực biên giới Liên Triều trong khi binh lính và xe tải của Triều Tiên được huy động đến hiện trường. Theo GSC, quân đội Hàn Quốc đang tăng cường khả năng giám sát và sẵn sàng chiến đấu. Hồi đầu tháng 10, hãng thông tấn John Hap đưa tin, phát biểu trong buổi nói chuyện ở Singapore do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức, Tổng thống Jun sự Riêng khẳng định, Mỹ là đồng minh duy nhất hỗ trợ đáng kể trong việc bảo vệ sự tự do của chúng tôi. Trong bối cảnh Triều Tiên cho nổ tung các tuyến đường nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên triều, Mặc dù quân đội Hàn Quốc không bị thiệt hại nào và đáp trả bằng cách nổ súng về phía Nam đường phân định quân sự MDL như một biện pháp tự vệ và như một lời cảnh báo đối với các hành vi có khả năng vi phạm hiệp định đình chiến. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc tỏ ra lo ngại về động thái này và đang phối hợp với lực lượng quân đội Mỹ theo dõi sát tình hình để có những phản ứng kịp thời trong trường hợp cần thiết. Được biết, Mỹ và Hàn Quốc mới đây đã hoàn tất đàm phán về thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng có tên gọi Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt SMA có hiệu lực đến năm 2030. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận trong một cuộc phỏng vấn với Câu lạc bộ Kinh tế Chicago ở Bloomberg News ở Chicago ngày 15 tháng 10. Nếu tôi ở đó, họ sẽ trả cho chúng tôi 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và bạn biết gì không, họ sẽ rất vui khi làm điều này, đó là một cỗ máy kiếm tiền. Hàn Quốc. Ông Trump cũng đề cập đến quá trình đàm phán SMA khó khăn với Hàn Quốc khi còn đương nhiệm, cho biết khi đó ông đã yêu cầu Hàn Quốc trả 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Ông Trump nói, chúng tôi có 40.000 binh sĩ đang gặp nguy hiểm rất nghiêm trọng bởi vì Hàn Quốc phải đối mặt với một Triều Tiên có sức mạnh hạt nhân cực lớn. Tôi đã nói với Hàn Quốc rằng các vị phải trả tiền và họ đã đồng ý, nhưng ông Biden sau đó đã cắt giảm số tiền xuống. Kể từ năm 1991, Seoul đã gánh một phần chi phí theo SMA phục vụ việc duy trì lực lượng quân sự Mỹ ở Hàn Quốc, xây dựng cơ sở quân sự và các hỗ trợ hậu cần khác. Mỹ hiện còn khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú ở Hàn Quốc, một quốc gia đồng minh ở châu Á.